Rồi bây giờ mình bắt cầm cái tay này, mình cầm cái tay nhé, mình miết vò cái vành tay, mình miết vò cái vành tay, mọi người hiểu không? Miết vò cái vành tay, đó, mình miết rồi mình kéo cái vành tay kéo lên rồi kéo xuống rồi miết, rồi mình đi tìm xem có chỗ nào có cái điểm đau không? Đau, bóng gì đâu mà. Đúng rồi, chỗ nào mà nó đau á thì mình phải miết tiếp để cho nó gì nó đả không, cái chỗ tắc nó. Rồi sau khi mình miết kỹ, mình vò kỹ cả vành trong vành ngoài, mình miết. Rồi mình bắt đầu lấy cái ngón tay này, mình chọc vào cái lỗ tai, rồi mình chọc, sau đó mình nong cái lỗ tai ra, mình cầm cái ngón cái mình chọc này, mình bẻ tai ra này, hình dung không? Bẻ tai ra, đây, mình cầm cái lỗ tai này, mình đặt tay vào đây, sau đây mình bẻ ra này, ok chưa? Mình bẻ ra này, rồi mình cầm cái ngón trỏ mình đặt tay vào cái lỗ này này, và mình bẻ tiếp này, ok. Nhưng mà chị bị đau à? Nó đau, chị nhột này. Rồi. Mấy người của mình á đều bị rối loạn tiền đình nhá. Đó, thì mình đưa máu nó vào vì cái rối loạn tiền đình nó bị tổn thương cái tuyến cái bộ phận tiền đình cơ quan ở bên trong á, phía sau cái tay trong á. Rồi, bây giờ mình đưa được máu vào đả thông mấy tắc thì nó sẽ giúp cân bằng lại. Nó không có những cái tắc nữa, nó cân bằng lại thì sẽ hết hoàn toàn như thế này. Rồi mọi người làm chưa? Rồi, wow. Rồi bây giờ đến một cái kỹ thuật nữa, là khi mà người ta bị ù tai điếc tai á, đặc biệt là cái ù tai điếc tai của cái người lớn tuổi là do tắc cái mao mạch ấy, thì lúc này trước khi chúng ta chữa ù tai điếc tai chúng ta phải đi kiểm tra. Kiểm tra là gì? Ấn vào cái tai này, ấn xung quanh tai này, ấn phía trước này, mọi người ấn này này, đây này, thò tay vào ấn này, ấn lên chỗ điểm này này, xem người ta thốn thì không sao nha, thốn là một cái tắc bình thường, nhưng nếu người ta bị lói, đau nhói và đau uốn ấy, tít từ bên trong thì lúc này người ta có ổ viêm thì mình lại không được làm cái động tác này, nhưng ở đây mọi người đều không bị gì đó, ok, mình không có bị viêm, khi mà viêm thì lúc này chúng ta sẽ không làm cái động tác này, lúc viêm lúc đấy thì chúng ta lại phải chơi cái gì không được làm mạnh, không tác động đâu, nó tổn thương cái ổ viêm mà chúng ta buộc phải lúc đấy phải trường lạnh. Chiều lại chúng ta lấy cái viên đá ở trong cái cặp đá diệu kỳ của Thầy Châu á, chúng ta đã làm lạnh trên ngăn đá, nhiệt độ lạnh và chúng ta sẽ áp vào đây để nó ức chế cái ổ viêm, ok chưa? Khi viêm không được tác động bằng cái cách như này. Rồi bây giờ sau khi chúng ta mò vò miết kỹ cái vành tai xong rồi, chúng ta nong cái tai ra xong rồi, chúng ta bẻ ra xong rồi, thì lúc này nếu như bị ù tai điếc tai chúng ta sẽ vỗ như thế nào? Mọi người nhìn này, một tay chúng ta giữ, còn tay kia chúng ta lỏng cái cổ tay ra, và chúng ta lỏng cổ tay và chúng ta vỗ là vỗ gì? À đúng rồi, vỗ bằng cái cổ tay chứ không phải là tán nguyên cả cái cánh tay chúng ta vào cái tay ra nha. Đó, tán thế xong ta điếc hẳn luôn. Rồi, vỗ nhẹ nhẹ này. Đó, vỗ vài lần. Rồi chúng ta có thể ép này. Ép, thả. Rồi, xong rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.